Xin chào các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thì có một cái tin vui, đó là gia đình mình nó vừa chuẩn bị các cái chòi mới đó các bạn, để cho chị em mình khỏi phải đi ra đồng để dăng nắng hoặc là mưa gió gì đó. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cái cuộc hành trình đó, cắt cái chòi của gia đình mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay cho các bạn coi nha. Chào chào. Đây đây là ba của mình. Đây đây là cuộc cái hành trình là của gia đình mình dựng cái chòi lên đó các bạn. Chú Điệp, đây là chú Điệp đứng ở dưới đây nè các bạn, chuyền lá lên để ở trên lợp đó các bạn. Cái chòi của mình cũng chuẩn bị là sắp sửa hoàn thiện xong rồi các bạn. Đây là chú Tỷ. Chú Năm, đây là chú Năm ở bên gần nhà mình đó, qua phụ để làm đó các bạn. Đây đây là người quay mà bây giờ cũng phải lên nóc nhà để làm lá luôn. Đây là ba, đây là chồng mình. Đây là bác ba của mình đó các bạn. Bác ba đang đẽo tre để làm cái nén hai bên hông này nè các bạn. Này mình mới lợp trước, mắc lợp trước xong rồi mình mới lợp lá lên hết ba. Này mình lợp trước lại rồi mình mới lợp lá lên hả? Dạ. Đây là chú Điệp, chú Điệp đang danh cái tre lại. Đây cũng gần xong rồi nè các bạn. Chiều nay xong không cha? Xong dàn trên. Đây nè các bạn, cái nén nè bác ba mình đã đóng rồi được như vậy nè các bạn. Còn lập lá nữa là xong rồi đó. Đây anh hai với bác ba đang đóng đinh dán. Làm gì nhỉ? Cũng sắp sửa hoàn thành nữa các bạn. Đây bây giờ mình sẽ quay cái cảnh ở xung quanh cái chòi của mình cho các bạn xem nha. Đây đây là chiếc vỏ lãi mà bác Sáu cho mình mượn hôm bữa gia đình mình đi mộ bung bung đó các bạn. Đây là cái con kênh nhà mình. Đây đây là đất người ta trồng cỏ này các bạn. Rồi xin chào các bạn nha. Xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Thì bây giờ thì hồi sáng tới giờ là mấy chú có làm cái chòi lá tiếp gia đình mình đó, cho nên là hôm nay mình có hộ con về để đẩy mấy chú, tại vì sáng giờ mấy chú làm mệt quá đó các bạn. Thì bây giờ mình đang bắt hồi nước lên để mình chuẩn bị làm con gà này để mình nấu cháo á. Còn cái phần mà này con gà và cánh gà thì mình sẽ nướng nha các bạn. Đây mấy bé mới đi học về ra phụ mình đặt rau á các bạn. Chị làm gì á? Giờ này mấy
xong nữa các bạn. Nè để gác con phụ qua cho chị em đó. Mừng hơn mấy đứa quá trời, mừng hơn mấy đứa. Dạ vâng. Hết ra đồng ngồi ăn rồi phải không? Từ đây sắp tới là chị em mình được sướng rồi đó. Treo phía trên đó hả? Chính hay để cà gốc vô hả chị? Để làm nước mắm thôi vậy? Em cũng ớt với ba cái chân gà này luôn. Lấy mình cho hai cái muỗng. Mình sẽ cho cái này là hũ nướng nha. Hũ ớt đường nướng nha. Nước mắm thì Quyên ơi. Vô nhà lấy đi Quyên chảy nha, không có mặt ong mình nó từng chảy. Chanh nước chơi luôn. Cái chanh nó bự lắm á chị. Cái chanh này không có chanh gì nữa. Mình cho dầu ăn nữa. Nó thơm luôn á chị. Cho nó bung lắm. Chị có qua cho em biết nước mắm nha chị. Bịt ngọt.
ngoài nhà mình thấy rồi, mình cho miếng hành xấy vào đây nướng cho nó thơm ha. Nhìn nào ớt quá, nó có sa tế với lại nó ớt đồ nướng nữa kìa, cho nên lúc nào nó vàng vàng. Chạy cho em miếng nước mắm vô đây chưa? Rồi. Chị nè, vừa kẹo luôn nè, đâu luôn nè. Thơm không biết đấy. Rồi vậy là xong đó, chút đầu mình bắt lên mình nhớ. Ngày chín chưa? Đâm nó rủng vậy là chín rồi nè cả nhà. Vậy mình cho ra cái thau luôn ha. Để hầm xé. Rồi nè các bạn, mình cho sẽ cho vào đây luôn. Cái nước mỡ gà nó ra các bạn. Nhìn nó vàng vàng nó rất là ngon nha. Mình cho núm vào. Là một hồi nữa chín là mình nêm nếm lại rồi mình cho hành lá vô, nó là xong cái nồi cháo của mình rồi đó. Ừ vậy đó. Xong. Cháo ngon quá chị ơi. Ngon không? Chị ngon. Đây, hồi cháo của mình nó đã xong rồi đó các bạn. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Mình sẽ bắt cái lò ra bằng mình thịt đó. Thịt nhiều. Ôi dạ. Còn đây là ông xã mình, đây là mấy em nhỏ nè.
thì các bạn cũng đã biết rồi. Hôm nay thì gia đình mình rất là vui đó các bạn. Trước hết là được cái trò này nè, thứ hai đó là cũng cảm ơn chú luôn của bé Dương đã ủng hộ và dành tình thương cho gia đình mình để gửi một số tiền về để phụ gia đình mình cắt cái chòi này nè, để cho chị em mình khỏi có cực khổ phải ra đồng nữa đó. Con cũng cảm ơn chú nhiều lắm. Con chúc chú là có nhiều sức khỏe, luôn luôn ủng hộ kênh của con. Đại Dương có nói gì với chú không? Dạ thì con cũng cảm ơn chú nuôi vì đã gửi một số tiền để hỗ trợ cho mấy chị em cũng như là gia đình của con. Con cũng cảm ơn chú rất nhiều. Con chúc chú có thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn chú. Rồi bây giờ mời các bạn với lại mấy chú dùng tiệc với gia đình mình nha. Rồi mời các bạn luôn các bạn ơi. Rồi ăn. Rồi dùng đi 5 tỷ ơi. Ăn rồi. Làm ngày nay mỏi mệt rồi. Ba bữa hả? Vừa ăn cháo gà với mình các bạn ơi. Đây cái da gà nè các bạn, mời các bạn. Da gà mà chấm muối tiêu một cái ớt quá quá ngon, muối ớt bỏ luôn, bỏ vô bụng luôn. Quá ngon rồi, chỗ này làm quá ngon rồi, quá ngon rồi, quá ngon. Ngon miêu ngon không? Thôi miêu cạp dữ vậy. Giò cạp giò em cơm phải không? Cơm bới cơm nè. Bây giờ ăn cơm con bới cơm cho đây tôi chén rồi còn nên cháo. Cháo còn đây. Mỗi gà các bạn ơi. Này chỗ đẹp. Rồi cháo này, đậm hơn, thơm này. Đó bụng đang đi học về đó, bụng gà gặp này nữa là nó xảy không học cái dương hả? Dạ bạn cũng cái dương. Cục xương Thank you.
pha tôm rưa bới nha đẹp. Thì bữa cơm chiều của gia đình mình cũng đã xong rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Bây giờ hẹn các bạn ở video về sau nha. Bye. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Ồ, dí bài dữ rồi dí.